Tân binh Dragonix bật khóc sau trận thua cay đắng trước KT. Ngày thi đấu vừa qua, Dragonix đã gục ngã 1-2 trước KT. Có thể nói, đây là một trận đấu tương đối vất vả với cả hai đội. Đặc biệt, nhiều fan nhận xét đây là trận đấu khá nhiều áp lực với Dragonix, nên ngay sau khi kết thúc trận với kết quả không mấy tích cực, tân binh Sponge đã bật khóc ngay trên sân khấu. Theo tìm hiểu, Sponge là tân binh được Dragonix đôn lên từ đội trẻ của mình. Và trong những ngày thi đấu vừa qua, Rồng Xanh đã không có được kết quả tích cực khi đang đứng thứ 9 với kết quả 1-5 trên bảng xếp hạng vòng bảng LCK mùa xuân. Vậy nên có lẽ áp lực phải chiến thắng đã khiến Sponge bật khóc. Phía bên kia, KT Pyosik cũng thể hiện sự tôn trọng dành cho đối thủ. Bởi thay vì nhảy ăn mừng sau khi chiến thắng, anh chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay lên để ăn mừng trước ống kính. Hành động này của Pyosik nhận được khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng Hàn Quốc nói riêng và quốc tế nói chung. Bởi chỉ cách đây vài tháng, Pyosik cũng đã bật khóc tại chung kết thế giới 2023 sau khi phải chia tay giải đấu vì thất bại trước GAM. Vì nguyên nhân ấy, có lẽ Pyosik là người hiểu rõ cảm xúc của hậu bối tại mái nhà xưa Dragonix. Ngoài ra, cộng đồng cũng đang tranh cãi khá nhiều về màn cấm chọn trong các trận đấu vừa qua của Dragonix. Một số ý kiến cho rằng ban huấn luyện đã quá cố chấp, đem ra các lựa chọn không hợp meta.